tháng 5. Đúng rồi. 2022. Đấy, địa chỉ là 2977. Quốc lộ 1A tới quận 12. Tôi là Võ Văn Đông, đại quý cán bộ không? À, tiến hành lập biên bản không? Nguyễn Thanh Lâm tên, địa chỉ, khẩu đầu ha. Rồi lúc 7:15 nè. 2 tháng 5, tại địa chỉ 2977 quốc lộ 1A tới quận 12, địa chỉ xe ô tô biển số 6111 16244. Đi vào đường có biển số là biển số này cũng có đi vào đối với đoạn đường này đang đi. Cho một cái ý kiến người vi phạm giao thông nè anh. Để thống nhất cái là anh có ý kiến nội dung gì? Ví dụ mình đi làm đây mình có chuyên đề kế hoạch gì để mình kiểm tra giấy tờ người đi đường không? Tôi chuyên đề kế hoạch thì anh lên cổng thông tin điện tử của công an thành phố. Cổng kiểm tra. Chuyên đề kế hoạch nào mà cổng nằm trên cổng thông tin điện tử anh? Em đi ra đường em phải có giấy tờ, anh đi ra đường anh phải có giấy tờ anh mới đổi bằng người chứ. Tôi giải thích cho anh ngắn gọn ha. Rồi vấn đề sổ sách để công tác ngoài đường. Đúng rồi. Anh nói đi em nghe. Tôi đang phân tích nha. Sổ sách về vấn đề thì cảnh sát giao thông đi làm ngoài đường là có lực lượng chỉ huy, ban chỉ huy phòng ký về cho cảnh sát đi làm. Đúng rồi. Ký gì thì anh nghe tôi nói đi. Anh nghe tôi nói đã hết ý tôi đi xong rồi anh thấy kiến. Và người dân không có quyền kiểm tra về vấn đề sổ sách của cảnh sát giao thông, có lực lượng chức năng chuyên đi kiểm tra và điều lệnh và sổ sách của cảnh sát giao thông. Rồi người dân chỉ có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm việc ngoài đường bằng hình thức quay phim, chụp ảnh, ghi hình. Đối với sai phạm cảnh sát giao thông, còn đối với sổ sách của cảnh sát giao thông là có lực lượng chức năng đi kiểm tra về chuyên về điều lệnh và sổ sách của cảnh sát giao thông. Người dân muốn kiểm tra về vấn đề sổ sách thì anh lên cổng thông tin điện tử của công an thành phố Hồ Chí Minh về của phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát tra cứu. Thông tin điện tử là chỗ nào anh chỉ em hay thông tin? Anh mở mạng lên, bấm vào cổng thông tin điện tử của công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát tra cứu. Giờ này thời điểm này tổ công tác của đoàn cảnh sát giao thông Sương tiến quốc lộ 1 có hay không? Cái đó là tôi hướng dẫn anh. Còn vấn đề anh kiểm tra về sổ sách là anh không có quyền. Anh có quyền giám sát cảnh sát giao thông làm việc ngoài đường chứ không có quyền kiểm tra. Em nói cho anh nghe, ví dụ như trước nè, bây giờ ví dụ em đi ra đường em có giấy tờ, lẽ anh đi ra đường anh không có giấy tờ. Cơ quan chức năng nhà nước thông báo cho anh. Thông báo có là thông báo anh đi ra đường anh bắt người đó, anh có giấy tờ cho anh. Cơ quan nhà nước đang thông báo cho anh là vấn đề. Tôi giải thích cho anh rồi. Kiểm tra cảnh sát giao thông là có lực lượng chuyên đi kiểm tra cảnh sát giao thông. Anh đọc giấy dưới mà em đi luôn em. Giấy bình thường. Rồi vấn đề đó giải quyết xong chưa anh? Mình không còn lắp mắt lăng tăng về vấn đề kiểm tra tôi sách anh. Muốn anh làm khiếu nại sao anh? Rồi thì anh có quyền làm khiếu nại. Khiếu nại sao chứ? Đây. Lúc 7:25 ngày 3 tháng 5. Đúng rồi. Là địa chỉ này á. Đúng rồi. Tôi có tạm giữ ông Võ Hoài Đông, cán bộ đoạn cơ quan An Sương. Có tạm giữ một chiếc lái xe của ông Nguyễn Thanh Lâm. Nghe không? Rồi một chiếc lái xe hạng A1, số chiếc lái xe 0790158 31156, cấp ngày 30 tháng 1 2015, do sở vận tải của mình cấp. Rồi biên bản kết thúc lúc 7:30 ngày 2 tháng 5 2022. Tôi là Võ Hoài Đông, đứng tên là biên bản. Ở bên kia cho em ghi là em không đồng ý với lỗi này được. Đây nè, anh không đồng ý với lỗi này. Đúng rồi, ghi cho em. Lý do vì em không có nhìn được chuyên đề với kế hoạch nên em không đồng ý lỗi này. Chứ lại nếu mà em chạy đường cấm anh phải chứng minh cho em được. Anh nói chạy đường cấm không đúng, tại vì cái này ý kiến người vi phạm là anh em phải cho anh ghi từng. Anh nghe tôi nói về vấn đề chuyên đề, về vấn đề chuyên đề. Đúng rồi. Thì anh không có quyền kiểm tra của cảnh sát giao thông. Thì anh cứ cho em ghi là em không đồng ý với lỗi này đi. Cái đó là tôi bắt anh đi ngoài đường cấm mà nói không được biết. Anh ơi có đâu không? Kết quả như này không có kiểm tra trực tiếp. Tôi là phát hiện trực tiếp hành vi vi phạm của anh ngoài đường. Đúng rồi. Tôi phát hiện trực tiếp hành vi vi phạm anh là đang chạy ngoài đường cấm ô tô, không chạy trong làn hai bánh. Tôi đang đi trong này, kết quả ghi nhận công tác từ xa, trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm của anh là bắt tại chỗ, bắt liền, bắt tại chỗ. Không? Vấn đề anh nên bắt liền anh phải chứng minh được cái gì đó, có hình ảnh hay gì đó anh chứng minh được. Còn vấn đề là anh sai, sai ở cái chỗ á, đi ngoài đường cấm. Còn cái chuyện mà đòi kiểm tra sổ sách của cảnh sát giao thông thì tôi đã giải thích cho anh ngắn gọn câu chuyện như thế đó rồi. Ủa thí dụ em đi ngoài đường cấm anh có hình ảnh hay chứng minh gì được không? Tôi đã giải thích cho anh nghe không hiểu ạ. Đây là phát hiện hành vi vi phạm trực tiếp, anh vi phạm ngoài đường. Anh mà vi phạm tôi bắt vô liền tại chỗ, lập biên bản tại chỗ. Không, cái đó em
em không đồng ý đó. Em gỡ mà. Để cho em ghi ý kiến người vi phạm giao thông nha anh. Anh đồng ý ý kiến cái gì mới được? Em không đồng ý với lỗi này. Sao không đồng ý? Tại sao không đồng ý? Có vấn đề tại sao anh không đồng ý? Thì em không có. Anh rõ ràng là anh chạy sai, tôi bước ra ngoài đường cấm tôi bắt anh. Mà anh giờ anh nói anh không đồng ý với lỗi này. Ủa anh. Nếu mà tôi lập. Anh có người là trực tiếp ra bắt em không? Đây, anh nghe tôi nói đây. Nếu mà tôi lập văn bản anh nội dung khác không đúng với cái vi phạm của anh thì anh ý kiến thì tôi không ý kiến. Ủa với lại hóa đơn bây giờ là không có mộc hả? Cái này hóa đơn không có mộc, anh có quyền ý kiến vào là không có đơn mộc nào. Ok. Ừ, chứ anh sẽ làm đơn khiếu nại cho anh ơi. Cái đó là chuyện làm đơn, còn vấn đề nhưng mà cái này ý kiến người vi phạm phải cho em ghi vô đây chứ, chứ giờ em không ghi cho được. Ý kiến người vi phạm anh ý kiến cái đúng, chứ anh ghi vậy trong vi phạm không đúng. Thì em không đồng ý với lỗi này, em ghi thôi. Sao không đồng ý được, anh vi phạm cái đó. Nếu anh không ý, anh về lấy cái A4, tự làm đơn ghi trong đó, anh kèm vô biên bản của anh lên trên. Rồi ok, nói vậy đâu. Chứ tôi đâu có thể thích được, đây là vi phạm trực tiếp, tôi nói anh ngoài đường, anh sai phạm ngoài đường. Chứ tôi không có phải là không cho anh ý kiến à, không hề không cho anh ý kiến, nhưng mà ý kiến cái nào ra đúng rồi. Thì tôi đồng ý cho anh ý kiến, giống như anh nói là biên bản này không có dấu mộc tròn. Tôi đồng ý cho anh ý kiến vào là không có dấu mộc tròn trong biên bản. Rồi, không kiểm tra sổ sách của cảnh sát giao thông. Đó là tại vì anh không được quyền kiểm tra thì tôi đồng ý cho anh chứ không nữa. Còn cái này anh vi phạm rõ ràng, bắt anh ngoài đường cấm thì anh phải chấp nhận cái này đó. Anh nói là không được kiểm giấy phép đó. Rồi ok ok. Đúng, anh không được quyền kiểm tra sổ sách của cảnh sát giao thông. Mày muốn làm đơn em nghĩ sao anh ơi. Rồi, thì đó là vậy. Vấn đề kiểm tra sổ sách của cảnh sát giao thông 731. Ok ok, rồi rồi. Tôi giải thích anh từ đầu nãy giờ rất là chậm rãi. Rồi bây giờ anh muốn ý kiến nội dung gì để tôi quay lại bạn. Hoặc là anh về anh làm cái tờ giấy A4 anh gửi đến đội cảnh sát giao thông An Sương để tôi sẽ giải trình cho anh về vấn đề đó. Về vấn đề là tại sao cảnh sát giao thông không cho người dân kiểm tra sổ sách của cảnh sát giao thông đi làm ngoài đường, tại sao không có dấu mộc tròn. Ok đó, tôi không có phải vấn đề bất cứ gì hết, tôi giải thích cho anh ngắn gọn thế thôi. Đó là còn còn không có thì ký vào biên bản, ký vào thôi. Ký họ tên. Ký vào họ tên. Điền số điện thoại vào đi anh. Ký vào họ tên. Ký vào họ tên. Tôi giao biên bản xanh cho anh lúc 7:45. Ok. Một tên. Hai tên. Rồi tôi gửi là anh còn một cái loại chứng minh dân. Dạ được rồi đó anh.